Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp sáng nay thứ năm 25 tháng 11 của truyền hình Thông tấn. Và mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những tin chính đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Các ca nhiễm mới trong nước tiếp tục tăng cao tại 59 tỉnh thành phố, nhất là số ca mắc cộng đồng. Nhiều nơi đã phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Khi lưu thông trên tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông, nhiều hành khách tại thủ đô đã bất ngờ khi thấy các hàng quán đua nhau mọc lên, gây ảnh hưởng không nhỏ tới vệ sinh môi trường cũng như là mỹ quan thành phố. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kêu gọi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác tiến hành những biện pháp cần thiết để đưa giá dầu xuống mức hợp lý. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng tới mọi quốc gia trên thế giới. Thế nhưng trong khi câu chuyện về khủng hoảng kinh tế, về những khó khăn trong cuộc sống trở thành câu chuyện thường ngày, thì câu chuyện về các di sản văn hóa dường như lại đang bị lãng quên. Hoạt động du lịch bị tạm dừng, khách du lịch bị cắt giảm mạnh, việc duy tu và bảo tồn trở thành bài toán khó đối với nhiều di sản. Vậy làm thế nào để tạo được sức sống mới cho các di sản trong đại dịch? Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi trình bày trong phần tiêu điểm quốc tế. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin thời sự cập nhật. Thưa quý vị, chiều qua 24 tháng 11 tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp nguyên Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Abe Shinzo bày tỏ vui mừng được gặp lại. Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Thủ tướng chúc mừng Đảng Dân Chủ Tự Do giành được sự ủng hộ cao tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân và đánh giá cao việc Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam vaccine và nhiều trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ sâu đậm, tăng cường mạnh mẽ niềm tin của người dân đối với tình cảm hữu nghị gắn bó giữa hai đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp Ngài Abe dành cho Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài dù bất cứ cương vị nào cũng luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật không ngừng đạt dấu mốc mới. Tin tưởng Ngài Abe Shinzo sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là đào tạo nhân lực, đào tạo cán bộ, phát triển hạ tầng chiến lược cũng như là phục hồi phát triển giai đoạn hậu COVID-19. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cựu Thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy thực chất quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Ông Abe Shinzo khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, làm sâu đậm quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Trở lại với những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, các ca nhiễm mới trong nước tiếp tục tăng cao tại 59 tỉnh và thành phố, nhất là số ca mắc cộng đồng, và nhiều nơi đã phải tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch, đồng thời làm sao để tránh được tình trạng dịch chồng dịch khi thời điểm dịch bệnh đông xuân đã bắt đầu xuất hiện là những thông tin đáng chú ý trong công tác phòng chống dịch hiện nay. Và sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Hiện cả nước đã tiêm được hơn 113 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Có 59 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong đó có 23 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%, 35 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%. Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, tránh để dịch chồng dịch. Bộ Y tế lưu ý các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vaccine cho người dân, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên, kịp thời.
Trước tình hình gia tăng ca mắc COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống COVID-19. Theo đó, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên, không cục bộ, cắt cứ hoặc ban hành quy định vượt quá mức cần thiết, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội dần được khôi phục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố khuyến cáo người dân hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người trong nhà, ngoài trời và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Đồng thời, khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 của thành phố Cần Thơ đã vượt 19.000 ca. Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước, trong tuần từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11, trên địa bàn ghi nhận thêm 1.622 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên gần 5.300 ca. Đặc biệt, toàn tỉnh có 8 xã ở cấp độ 4, tăng 2 xã so với lần công bố trước. Để ứng phó với diễn biến mới của dịch khi số ca mắc tăng cao mỗi ngày, tỉnh này đã xây dựng thêm bệnh viện dã chiến, chuẩn bị nguồn oxy dự phòng tại trung tâm y tế. Tỉnh huy động lực lượng y tế ngoài công lập cùng tham gia phòng chống dịch. Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, lũy kế 10 tháng năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu gần 360 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Chỉ tính riêng tháng 10, cả nước có 14 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng hơn 37 triệu chiếc, tăng hơn gấp 2 lần so với tháng 9. Các sản phẩm khẩu trang của Việt Nam hiện đang xuất khẩu đi các thị trường lớn như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, châu Âu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tính chung cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 1,37 tỷ khẩu trang y tế các loại. Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng trên phạm vi toàn quốc và bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Trong thời gian này, thì các sản phẩm được khuyến mại và giảm giá có thể lên đến 100% và đây là dịp để khách hàng, người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi ưu đãi, hỗ trợ nhiều nhất, hấp dẫn nhất từ cộng đồng các doanh nghiệp. Điểm mới của tháng khuyến mại năm nay là có sự kết hợp của các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Đây là năm thứ 2 chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức. Mới đây, các chuyên gia đưa ra dự báo về thưởng Tết trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, mức thưởng Tết năm 2022 dự kiến chỉ dao động trong khoảng 1 tháng lương. Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng ở mức thưởng bình quân gần bằng 1 tháng lương, 6,36 triệu đồng một người, bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020, 6,69 triệu đồng một người. Với các doanh nghiệp khó khăn, nhiều khả năng không có thưởng hoặc chỉ thưởng bằng hiện vật. Khả năng không có thưởng Tết cao đột biến. Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó thì tổng số tiền dự kiến chăm lo Tết năm nay là hơn 871 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó phần lớn là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên số hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tăng. Mức đề xuất hỗ trợ là quà, tiền mặt trị giá từ 1,15 cho tới 1,25 triệu đồng một suất. Ngoài ra, thì thành phố sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi chúc Tết tặng quà hộ dân tộc thiểu số, người cao tuổi và trẻ em mồ côi vì COVID-19. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa đề xuất danh mục 59 dự án giao thông trọng điểm chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2020-2025. Khái toán tổng mức đầu tư là hơn 225.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách chiếm khoảng 115.600 tỷ đồng. Thứ tự ưu tiên đầu tư và đề xuất các dự án gồm xây dựng các tuyến đường vành đai, các dự án cao tốc, dự án liên quan đến tuyến đường sắt đô thị, dự án thuộc danh mục đề án thu phí khu vực cảng biển, dự án công nghệ thông tin, cầu đường giao thông nội đô, bến bãi và chống sạt lở, các dự án liên quan đến đầu tư công. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây khi lưu thông trên tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông thì nhiều hành khách tại thủ đô đã bất ngờ khi thấy ngay dưới chân các điểm ga, các hàng quán đã đua nhau mọc lên lộn xộn và nhếch nhác. Hình ảnh này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ sinh thái môi trường cũng như là mỹ quan của thành phố. Cửa hàng tạp hóa, quán trà đá, xe cộ dừng đỗ vô lối. Thậm chí là đậu tại đúng nơi có biển cảnh báo cấm dừng đỗ. Những hình ảnh nhếch nhác như này ngày ngày xuất hiện ngay tại nhà ga chính của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông.
Còn đây, tại một điểm ga phụ khác, rác rưởi được tập kết chất đống ngay gần lối lên xuống trên tuyến đường sắt cao tốc hiện đại bậc nhất quốc gia. Một số cái rác ở đây như thế này là rất là không tốt đối với vệ sinh môi trường của nhân dân. Một thứ hai nữa là cái đường sắt Cát Linh đây là thành đang hoạt động, để thế này dân người ta đi lên xuống cái này rất là người ta không có ý kiến không hay với lại cái vệ sinh môi trường của ta. Ga Thượng Đình cũng chịu chung cảnh ngộ, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, hàng quán được bày bán ngay sát lối lên xuống ga. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới đi vào hoạt động không lâu, tuy nhiên những mô hình kinh doanh tự phát như thế này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị cũng như là khách hàng lên xuống tại các trạm ga tàu. Tôi thấy là những cái hàng quán ở bên cạnh các cái ga đi lên xuống của tàu như thế này rất là mất, thứ nhất là mất rất là mất mỹ quan. Thứ hai nữa là đặc biệt khi giờ cao điểm mọi người đi lên xuống thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là mọi người lên xuống. Ví dụ như ai bị gấp thì nhỡ có thể không lên được tàu, nhỡ tàu thì nó sẽ làm mất việc của người ta. Còn cả những vi phạm khác xảy ra xung quanh tuyến đường này, ngay trong ngày 23 tháng 11, Thanh tra Giao thông quận Đống Đa đã lập biên bản đối với một bãi gửi xe trên địa bàn quận với những lỗi như kinh doanh không phép, nâng giá trái quy định. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông được coi là bộ mặt giao thông đô thị của Hà Nội, là niềm mong mỏi suốt hơn một thập kỷ của người dân thủ đô. Bởi vậy, mới đi vào vận hành được nửa tháng nhưng những hình ảnh nhếch nhác lại khiến người dân thêm một lần nữa phải lo ngại về công tác quản lý, vận hành, hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường sắt này. Thưa quý vị, liên quan đến phương án kiến trúc đồi dinh tỉnh trưởng mà tỉnh Lâm Đồng lấy ý kiến, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng giải pháp xây dựng khách sạn quy mô lớn ở đồi dinh tỉnh trưởng là không phù hợp và nên giữ nguyên đồi này để không làm mất đặc trưng cảnh quan đô thị của Đà Lạt. Trên thực tế, hiện đồi dinh tỉnh trưởng là mảng xanh hiếm hoi còn tồn tại ở khu vực trung tâm Hòa Bình của thành phố Đà Lạt. Trong quá trình đô thị hóa ồ ạt, những năm gần đây, thành phố trong rừng thông này đã bị bê tông hóa giống như mọi thành phố khác của Việt Nam, nên việc giữ lại những mảng xanh hiếm hoi như đồi dinh tỉnh trưởng là tâm nguyện của nhiều người dân thành phố này. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021, Vietnam Airlines và Vinpearl sẽ tổ chức giải golf Green Journey to Phú Quốc với quy mô dự kiến là có 240 golf thủ tại Vinpearl Golf Phú Quốc. Và để đảm bảo yếu tố quan trọng nhất đó là an toàn phòng chống dịch, Vietnam Airlines và Vinpearl đã xây dựng hành trình trải nghiệm hoàn toàn khép kín cho các golf thủ và người thân khi mà tham gia sự kiện này. Đây là sự kiện đánh dấu sự tái khởi động của lĩnh vực du lịch, hàng không và môn thể thao quý tộc sau thời gian dài đóng băng vì COVID-19. Và để đảm bảo chuỗi dịch vụ an toàn, 100% nhân viên tuyến đầu trực tiếp phục vụ hành khách của Vietnam Airlines và Vinpearl đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó là tỷ lệ tiêm chủng tại Phú Quốc cũng đã đạt gần như 100%. Đây là nỗ lực của thành phố Phú Quốc cũng như hai đơn vị đầu ngành trong việc tiên phong xây dựng mô hình du lịch khép kín an toàn, thích ứng linh hoạt với đại dịch. Thưa quý vị, sinh năm 1992, là giảng viên bộ môn kinh doanh, khởi nghiệp, phụ trách trung tâm khởi nghiệp của Đại học Vin University, là trưởng ban tổ chức cuộc thi giải bài toán kinh doanh toàn cầu, là một trong 7 thành viên của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã được trao giải thưởng nữ đại biểu xuất sắc tại Diễn đàn Thanh niên ASEAN diễn ra tháng 8 vừa qua. Cô cũng đại diện cho tất cả các đại biểu thanh niên khối ASEAN đọc tuyên bố chung trước các lãnh đạo khối ASEAN. Vâng, những thành tích khủng mà chúng tôi vừa nhắc đến là của thạc sĩ Đỗ Linh Anh, một trí thức trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Anh Quốc nhưng đã lựa chọn trở về Việt Nam làm việc và cống hiến. Và ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô gái rất là trẻ và tài giỏi này. Tôi đã tốt nghiệp bằng cử nhân về kinh tế và thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại Anh. Và vì là một người con xa quê lâu năm nên là tôi luôn có một cái ước mơ là muốn quay trở lại Việt Nam để làm việc và cống hiến cho đất nước. Và tôi đã chọn giáo dục. Và khi mà nộp hồ sơ vào VinUni thì rất may mắn là giáo sư Rohit Verma, cũng chính là hiệu trưởng của Đại học VinUni, đã tin tưởng và nhận tôi để phụ trách những cái chương trình liên quan đến việc đào tạo kỹ năng làm việc, lãnh đạo, khởi nghiệp cho sinh viên tại VinUni để các bạn thì có thể có cơ hội đi làm ngay từ khi các bạn còn đang ngồi ở ghế nhà trường. In their own learning process,
Các bạn trẻ như Linh Anh có thể truyền cảm hứng và dẫn dắt thế hệ trẻ như các bạn sinh viên dễ dàng nhất, bởi cô ấy đã đi vào chiến trường kinh doanh rồi nên đã hiểu và có kinh nghiệm thực tiễn. Về tuổi tác thì không chênh lệch với các bạn sinh viên quá nhiều, cách dẫn dắt phù hợp. Theo tôi, những người trẻ không chỉ nên chú trọng phát triển lên trên mà nên nhìn xuống dưới để kéo các thế hệ trẻ lên cùng. Tại VinUni, chúng tôi cũng đang rất tích cực ra các chương trình mà có thể hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục. Bản thân tôi là một người rất quan tâm đến vấn đề này, cũng đã nghiên cứu rất nhiều và đưa ra các cái dự án để cho các bạn sinh viên có thể tự tay mình tham gia vào các dự án và đóng góp trong công cuộc chuyển đổi số. Là được may mắn được cô Linh Anh làm cố vấn cho dự án khởi nghiệp Upjuice, tức là hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ dành cho các bạn sinh viên Việt Nam. Với một năm vừa qua thì bọn em đã tạo tác động được cho 10.000 bạn sinh viên. Cô Linh Anh đã giúp bọn em học được rằng là dù mình còn trẻ, nhưng mà nếu mà mình tin rằng được là mình sẽ làm được những điều phi thường thì chắc chắn là mình sẽ thành công. Tháng 8 vừa rồi, tôi cùng 6 đại biểu đến từ Việt Nam cùng tham dự ở Diễn đàn Thanh niên ASEAN. Và cái việc được đọc một cái tuyên bố chung cho toàn bộ thanh niên khối ASEAN trước những người cao cấp như vậy thì tôi nó là một vinh dự rất là lớn. Vì đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa cái tiếng nói của thanh niên đất nước mình ra để chứng minh với cả các bạn ở khối ASEAN nói riêng cũng như là các bạn ở trên toàn thế giới nói chung. Tương lai gần tôi có kế hoạch công tác tại các nước phát triển như Mỹ và Anh để học tập các phương pháp giáo dục và các cái hệ thống quản lý giáo dục tại các nước phát triển như thế để đưa về Việt Nam. Dù là dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc tại nước ngoài, thì ngay từ lúc bé, bố mẹ tôi đã hướng dẫn cho tôi, dạy tôi rất nhiều về văn hóa và tình yêu đất nước Việt Nam. Thế cho nên là ngay khi mà có cơ hội để quay trở lại Việt Nam thì tôi đã chọn cái việc là quay về đây để cống hiến cho đất nước. Thưa quý vị, trong công cuộc thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia số đến năm 2030, tầm nhìn 2045, những tri thức trẻ là lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Vai trò của họ là gì và làm sao để tạo điều kiện cho tầng lớp trí thức trẻ tinh hoa này phát huy, cống hiến, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới sáng tạo của đất nước. Đây là một doanh nghiệp công nghệ đi đầu với thế mạnh là các sản phẩm phần mềm sử dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, quản lý giao thông tự động hay tham gia vào bảo vệ an ninh quốc gia. Xuất phát là một cửa hàng nhỏ bán máy tính tự lắp ráp và phần mềm tự chế của 5 chàng trai trẻ say mê công nghệ. Vượt qua giai đoạn đầy thử thách và khó khăn ban đầu, với năng lực sáng tạo và sự tâm huyết, 5 nhà sáng lập đã không bỏ cuộc và dẫn dắt công ty, đưa Elcom trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam. Nếu như mà mình dùng những cái sản phẩm của nước ngoài thì thực chất đấy là chưa nói về mặt chi phí quốc gia thì về mặt an toàn an ninh thì đâu đó nó cũng sẽ không được, mình không được làm chủ hết. Thì Elcom sẽ được cũng chọn. Tuy nhiên đấy là một cái lựa chọn rất là khó khăn. Đấy, và mình cũng phải chấp nhận cái sự khó khăn đấy. Những người trẻ tâm huyết, có tài, trụ lại tại các cơ quan, doanh nghiệp và gây dựng công ty trong nước và thành công nhiều nhưng không phải là số đông. Khi hiện nay, việc chảy máu chất xám lại xảy ra khá phổ biến khi đội ngũ trí thức trẻ, những lao động chất lượng cao, tương lai của đất nước thường bị thu hút bởi các chính sách hấp dẫn nhân tài của các quốc gia khác. Cái khối doanh nghiệp FDI có cái nguồn nhân lực rất quan trọng. Mà phải có học thì người ta mới thu. Mà là thậm chí anh nào giỏi người ta còn thu nhận nhanh, người ta sang nước, người ta đào tạo một thời gian, người ta trả lương cao. Là làm có nào có một cái hệ thống, cơ chế chính sách để bảo vệ nguồn nhân lực trẻ Việt Nam. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự chuyển đổi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo những bước đột phá mạnh mẽ. Để công cuộc chuyển đổi số quốc gia thành công thì không thể thiếu sự đóng góp cần có của lực lượng trí thức trẻ. Nhiều cách làm mới để thu hút, tập hợp những tinh hoa trí thức này đã được đề ra để dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam cũng có cơ hội để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Cho rằng là cần phải phối hợp với các bộ ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế để đào tạo và nâng cao cái năng lực chuyển đổi số cho thanh niên Việt Nam. Chỉ khi các bạn có một cái hiểu biết đầy đủ, có kỹ năng thành thạo liên quan đến quá trình chuyển đổi số thì mình mới huy động các bạn tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số của đất nước. Và từ đấy sẽ có rất nhiều những cái ý tưởng, những cái dự án thực hiện cái quá trình chuyển đổi số cho hoạt động khởi nghiệp. Đặc biệt là những trí thức trẻ Việt Nam đang công tác và làm việc ở nước ngoài, họ có điều kiện rất lớn trong việc tiếp cận với những ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ mới, những điều kiện về nghiên cứu và đặc biệt là họ có những cơ hội để nhìn nhận về quá trình phát triển
khoa học kỹ thuật trên thế giới. Và nếu như chúng ta có những cái cơ chế giúp cho họ có thể kết nối, tạo dựng những cái môi trường làm việc, những cái nhóm nghiên cứu liên ngành đối với cả những cái cơ sở ở Việt Nam, thì đấy là một cái kênh để có thể giúp cho các trí thức trẻ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam. Không thể phủ nhận những nghiên cứu, sáng tạo của lực lượng trí thức trẻ là những giá trị quý báu. Bên cạnh những cơ chế, chính sách thuận lợi, thì các trí thức trẻ của đất nước cần tiếp tục cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ và truyền cảm hứng để cùng chung sức xây dựng, phát triển đất nước. Vâng, thưa quý vị, và để góp phần phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư sẽ khai mạc vào sáng nay và kết thúc vào ngày mai 26 tháng 11 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại điểm cầu chính Hà Nội với sự tham gia của 177 trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Diễn đàn kỳ vọng sẽ là kênh để chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực, tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu xây dựng một Việt Nam hiện đại, thịnh vượng. Và thông tin về diễn đàn sẽ được truyền hình Thông tấn cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA kêu gọi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác tiến hành những biện pháp cần thiết để đưa giá dầu xuống mức hợp lý. Hoạt động du lịch bị tạm dừng, khách du lịch bị cắt giảm mạnh. Việc duy tu và bảo tồn trở thành bài toán khó với nhiều di sản. Đáng lo ngại là nguy cơ các giá trị gắn với di sản ngày càng bị mai một do đại dịch. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, 2 tháng sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Đức, ngày hôm qua Liên minh gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, đảng về nhất trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 9 vừa qua, cùng với Đảng Dân Chủ Tự do FDP và Đảng Xanh đã tuyên bố cơ bản hoàn tất được thỏa thuận thành lập chính phủ. Trong phiên họp cuối cùng vào ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương, thì 21 đại diện của ba đảng đã gặp nhau để kết thúc đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn phải được xác nhận tại các đại hội bất thường của SPD và FDP. Riêng Đảng Xanh thông qua việc lấy ý kiến của các đảng viên. Hiện đại diện của ba đảng đều mong muốn Quốc hội Liên bang, tức Hạ viện, sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu ứng cử viên Olaf Scholz của SPD làm thủ tướng trong tháng 12 tới, để chính phủ mới có thể sớm bắt đầu công việc. Nếu lộ trình diễn ra đúng theo kế hoạch, Đức có thể sẽ có một chính phủ liên minh mới trước dịp lễ Giáng sinh năm nay. Và đây sẽ là lần đầu tiên SPD lên nắm quyền tại Đức sau 16 năm Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo CDU-CSU lãnh đạo đất nước. Hôm qua, lực lượng Taliban tại Afghanistan nhận định là các cuộc đàm phán với Mỹ vào tuần tới sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ chính trị giữa hai bên. Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa giới chức Mỹ và Taliban kể từ khi lực lượng này nắm quyền trở lại tại Afghanistan. Trên Twitter, lực lượng Taliban cho biết các cuộc thảo luận tại thủ đô Doha của Qatar sẽ hướng đến mục tiêu mở ra một chương mới trong quan hệ chính trị giữa hai bên, tháo gỡ các vấn đề kinh tế và về việc thực thi các điều khoản trong thỏa thuận được hai bên ký kết tại Doha trước đây. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Thomas Webb dẫn đầu. Trong hai ngày đàm phán, hai bên sẽ thảo luận về vấn đề chống khủng bố cũng như là việc tìm cách đảm bảo đưa công dân Mỹ và người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ rời khỏi quốc gia Tây Nam Á một cách an toàn. Ngày 24 tháng 11, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi thông báo các cuộc đàm phán của ông với giới chức Iran trong tuần này đã không mang lại kết quả. Phát biểu trước Ban điều hành IAEA sau khi trở về từ cuộc họp tại thủ đô Tehran của Iran, ông Grossi cho biết mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng ông không thể đạt được đồng thuận với giới chức nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm giải quyết những tranh cãi liên quan đến việc giám sát chương trình hạt nhân của nước này. Ông nhấn mạnh thời gian để đạt được thỏa thuận với Iran không còn nhiều. Tuy nhiên, IAEA vẫn đang tiếp tục đàm phán với Iran và sẽ không từ bỏ. Trước đó một ngày, Tổng Giám đốc Grossi đã đàm phán với giới chức Iran với hy vọng là hai bên có thể đạt được tiến triển trong một số vấn đề một tuần trước khi mà các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được nối lại. Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã kêu gọi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác tiến hành những biện pháp cần thiết để đưa giá dầu xuống mức hợp lý. Theo Giám đốc IEA Fatim Birol, trong các cuộc họp tới, OPEC cần thực hiện các bước đi cần thiết để xoa dịu thị trường dầu toàn cầu và giúp đưa giá dầu hạ xuống mức hợp lý. Trước đó, Mỹ và một số nước khác như là Nhật Bản và Ấn Độ tuyên bố sẽ mở kho dầu dự trữ nhằm làm giảm đà tăng của giá dầu.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng biện pháp này sẽ không có tác động nhiều đến cán cân cung cầu trên thị trường vàng đen khi mà lượng dầu tung ra thị trường quá nhỏ. Hiện giá dầu đã tăng vọt lên hơn 80 đô la Mỹ một thùng, gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng và làm tăng chi phí vận chuyển. Các chuyên gia cũng lo ngại mức giá này sẽ tác động tới sự phục hồi kinh tế của toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục lây lan mạnh khi các nước quay trở lại trạng thái di chuyển trước đại dịch. Và đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày hôm qua. Theo giới chức của WHO, trong dịp lễ hội cuối năm, điều quan trọng là mọi người cần tiến hành các biện pháp bảo vệ trước COVID-19, bao gồm tiêm chủng và thực hiện giãn cách xã hội. WHO cũng hối thúc những người đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cẩn trọng và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, WHO cũng kêu gọi các nước ưu tiên chia sẻ vaccine cho cơ chế COVAX để giúp các nước nghèo hơn có được nguồn vaccine khẩn cấp và nhấn mạnh nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo thống kê của UNESCO, trong thời gian đại dịch có tới 71% quốc gia có di sản thiên nhiên và di sản thế giới đang phải đóng cửa hoàn toàn, không có nguồn thu cho công tác duy trì hoạt động, trùng tu, bảo tồn. Và đáng lo ngại hơn là nguy cơ các giá trị gắn với di sản bị mai một. Di sản văn hóa thì vốn đã chịu rất nhiều tác động tiêu cực của thiên tai và các mối nguy hiểm khác. Và giờ đây thì dịch bệnh COVID-19 đã làm cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Và đây chắc hẳn là bài toán khó đối với nhiều quốc gia. Di sản thế giới Angkor Wat đón khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm, nhưng đó là con số trước thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Suốt 2 năm qua, các đợt phong tỏa cùng những lệnh hạn chế đi lại đã khiến lượng khách tới đây gần như về con số 0. Trước đây, khu vực này luôn đông đúc khách du lịch đứng chụp ảnh, nhưng bây giờ, nơi này rất thưa thớt và yên tĩnh. Tuy nhiên, trong khó khăn, vẫn có một số điểm tích cực. Việc dừng tiếp đón du khách là dịp các di sản có thời gian nghỉ ngơi và những công việc tôn tạo và bảo tồn có cơ hội thực hiện. Ủy ban quản lý Angkor Wat đã tận dụng cơ hội này để thực hiện các hoạt động bảo tồn. Chúng tôi tận dụng cơ hội này để thực hiện công tác trùng tu bảo vệ, để sẵn sàng đón khách trở lại và bảo vệ các giá trị của Angkor. Tuy nhiên, không có khách du lịch đồng nghĩa với việc tài chính dành cho công tác bảo tồn cũng bị thu hẹp. Đây không phải là câu chuyện riêng của Angkor Wat. Theo thống kê của UNESCO, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong số 167 quốc gia thành viên có di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 119 quốc gia, tương đương 71%, đã đóng cửa hoàn toàn, 30 quốc gia đã đóng cửa một phần và chỉ có 18 quốc gia tiếp tục mở cửa các di sản. Di sản đã chịu rất nhiều tác động tiêu cực của thiên tai và các mối nguy hiểm khác, và giờ đây, dịch bệnh COVID-19 đã làm tình hình càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Đại dịch khiến mọi người không có khả năng tiếp cận với các di sản văn hóa. Bản thân các di sản chỉ mang tới những giá trị quý báu khi mà nó đóng góp những giá trị đó cho con người. Và COVID-19 rõ ràng là đang ảnh hưởng tới các giá trị đó. Những ảnh hưởng của đại dịch sẽ còn kéo dài nhiều tháng, nhiều năm nữa. Đó là lý do UNESCO kêu gọi các nước cần chung tay hỗ trợ lẫn nhau vượt qua cuộc khủng hoảng văn hóa này. COVID-19 gây ra nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra những cơ hội. Các nhà quản lý di sản đã buộc phải thay đổi tư duy và cách thức để duy trì sự tồn tại của di sản bằng cách mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị nhờ công nghệ thực tế ảo, công nghệ số 3D, 4D. Cùng với đó, những chiến dịch với hashtag chia sẻ di sản của UNESCO, tổ chức các triển lãm trực tuyến, xây dựng các bản đồ trực tuyến di sản thế giới là những nỗ lực mà các nước đang thực hiện. Tất cả để tạo bước ngoặt vượt qua thử thách của đại dịch COVID-19, vốn đang làm thay đổi cả thế giới. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Khánh Ly với những thông tin tài chính quốc tế mới nhất diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay. Mời chị Khánh Ly. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hương. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch đêm qua, thì chứng khoán Âu Mỹ đều ghi nhận những biến động trái chiều. Tại Mỹ, kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 11, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 0,03% xuống mức là 35.804,38 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,23% lên mức 4.701,46 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq cũng tăng 0,44% lên mức là 15.845,23 điểm. Nhóm các cổ phiếu công nghệ vẫn dẫn đầu đà tăng trên phố Wall. Giới phân tích cho rằng là những diễn biến trái chiều trên phố Wall phần nào phản ánh tâm lý của giới đầu tư trước những dữ liệu cả về tình hình kinh tế Mỹ công bố hôm 24 tháng 11 như tỷ lệ thất nghiệp và khả năng chấm dứt gói kích thích kinh tế. Bên kia bờ Đại Tây Dương thì các chỉ số chính tại Đức, Pháp đồng loạt giảm điểm trong biên độ từ 0,1 đến 0,4%, trong khi chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,3%.
Những lo ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu vẫn đang có những tác động kìm hãm đối với thị trường khu vực. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới đêm qua đã ổn định trở lại sau đợt tăng mạnh trước đó một ngày sau khi Mỹ bất ngờ đề xuất một số nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ có thể mở kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường. Và trên sàn New York, giá dầu WTI tăng 0,4% lên mức là 78,82 đô la Mỹ một thùng. Còn tại sàn giao dịch ở London thì giá dầu Brent tăng 0,5% lên mức là 82,71 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, trên thị trường kim loại quý, giá vàng lấy lại đà tăng sau khi giảm liên tục từ đầu tuần, sau khi những báo cáo về tình hình kinh tế Mỹ ngày 24 tháng 11 đưa ra những tín hiệu trái chiều. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,03% xuống mức 1.784,3 đô la Mỹ một ounce. Và chúng tôi hy vọng phần trình bày vừa rồi có thể phần nào giúp ích cho các quý vị, đặc biệt là các nhà đầu tư.